Chúng ta sẽ chào đón anh Văn Tân và chị Mỹ Phượng. Đây đây, hôm nay là ngồi đây chứ không được bên kia đâu. Ngồi xuống đây đi. Một tràng pháo tay chào đón đôi gọi là vợ chồng son. Em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Mệt quá ngủ rồi, chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Là đêm tân hôn của em. Đêm nó ngủ là gì? Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017. Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây mà mình hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8. Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó, ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó là mình có nghĩ là mình cưới không? Hay là chưa? Chỉ bấm vậy thôi. Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm thấy cưới thì cũng chưa thực sự. Nhưng mà sau khi ghi hình xong đến khi bọn em xuống và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng một tuần em xác định là sẽ tiến tới với vợ em bây giờ. Bây giờ thì em vẫn hiện đang là công tác là trợ lý quân khí của trường 3, sườn 9, quân 4 ạ. Nằm ở đang đâu? Ở Xuân Lộc Đồng Nai. Rồi, em gái, bây giờ là em đang công tác ở đâu? Dạ, cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở Nhân Trạch. Một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số. 90 cây số. Dạ. Rồi bây giờ? Dạ, bây giờ thì em theo chồng em. Theo rồi hả? Anh kiếm được công việc cho em làm nè hả em? Em kiếm một công ty gần đó em làm ạ. Hay quá ha. Đó quý vị thấy không? 90 cây số khoảng cách như thế, hẹn hò không là gì cả. Để ở gần bên chồng hơn. Tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít. Tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi. Thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em. Phượng, cái lúc mà ghi hình á, khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á, em nhìn Tân lúc đó là cảm giác thế nào, nói thật đi nha. Dạ thực sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ là em sẽ cưới. Tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm, ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó đàng hoàng một tí, chứ không có phải là tự dưng rồi đi cưới nó như thế này nhanh gọn quá luôn. Nhanh gọn quá. Em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em đó, thì đôi khi em cũng lo lắng là không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó. Thì em chỉ bấm nút là ở đây tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau. Chứ cũng không ngờ là cưới. Dạ thực sự là em không có ngờ. Từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện? Dạ ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn. Chà, quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha. Hôm đó là bọn em đi cà phê ở gần đây, rồi sáng hôm sau là anh về anh chào mẹ em luôn. Hả? Trời ơi. Tới cà phê thì có hai người hay là có nhiều người? Dạ có hai người. Rồi câu đầu tiên anh nói em là gì? Dạ không, em nói. Em nói trước hả? Em nói gì? Em hỏi chứ, ủa anh ơi, những điều anh nói lúc nãy á, là có đúng hay không? Có thật sự là vậy không? Thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó. Chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là anh, những điều đó là anh nói là toàn là sự thật. Giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em vậy đó. Rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó, là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa? Dạ chưa chồng. Chưa, sao em dắt về nhà gặp mẹ? Dạ, tại vì chồng nói là chồng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, chứ còn không mà sau cái ngày hôm nay thì phải 3 tuần nữa chồng mới được nghỉ. Thế là thôi về cho mẹ xem. Dọa em đó, chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó. Nhưng mà Tân. Dạ. Khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em nói câu đầu tiên gì em nhớ không? Nếu mà nói để tỏ tình là tỏ tình với vợ thì em thì cũng chưa nói. Nhưng chưa mà thực sự thì bọn em thì là vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện qua lời nói của em ấy thì vợ em cũng rất là hiểu và cảm thông cho em, nên là sự tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào? 3 tuần sau thì em có về thăm vợ em ở nhà một lần, và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi. Thì tôi hỏi hôn luôn á. Thì đó thì là đi em mang kẻ thì là lên đơn vị mới hôn. Vào lên đơn vị. Lên đơn vị cuối tuần em ở lại chờ kỳ lên đơn vị thì mới hôn. Rồi nhưng mà lúc mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó, dạ, thì là cái nhận xét, cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào? Theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính, nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường mà rất là quý em. Bao lâu sau thì em mới dắt cổ về gặp gia đình em? Thực sự gia đình em thì bố mẹ đang ngoài Bắc á. Đến khi cưới thì bố mẹ mới biết
chỉ gặp bên nhà gái thôi, còn nhà trai là lúc cưới. Vậy là em xin phép cưới, là em xin qua điện thoại. Dạ. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy? Thì có cái lý do gì không? Như em có nhớ, em có xem chị có nói, có quen một số bạn mới hò nên là yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi, chứ để lâu thì nó... Thì ta 3 đến 6, còn em... Thì em 3 tháng mà. Từ quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26, 11 em mới cưới mà. Nhưng mà em cứ em quyết định, cái khi mà em mà quyết định cưới đó đó. Thì em quyết định cưới là sau khi em quay một tuần, sau khi em quay một tuần thì thành cũng 3 tháng. Nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng. Cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á. Em gái của em thì mới nói là chị hai, em xem bói cho chị hai á, năm nay là 26 tuổi là chị hai cưới, mà người này là do mai mối mà ra. Thực sự là em không có tin về cái điều này tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em, và chồng em nói ờ thôi mình cưới đi chồng. Thì mình nói ờ chắc đây là cái duyên hay sao, đúng rồi, thì bói nói năm nay mình cưới mà chắc đúng là chồng mình rồi đó. Rồi thứ hai nữa, trước khi quay là em bị cancel 2-3 lần quay lịch quay lận, thì tới lần thứ ba thì em mới gặp lại chồng em. Đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em. Ngồi thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Anh dụ sao em? Dụ ra đâu? Em kể kể cho dụ sao? Không phải là dụ cái gì, nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều thì bây giờ mình cưới nhau đi. Bây giờ khi cưới là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn. Thì thay vì mình chưa kết hôn thì 3-4 tuần thì chồng mới nghỉ, mới về thăm vợ một lần. Thì bây giờ cưới thì cuối tuần là chồng về thăm vợ. Thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm. Thế là em nói là thôi chắc duyên số rồi đó, thôi cưới đi. Đêm tân hôn có gì vui không? Đêm tân hôn của em thì nó hơi... nói ra ngại quá. Nói đại đi để cho chị với anh Quyền Linh học hỏi. Hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ. Bọn em là mệt lã rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ, ngủ một giấc đã đời. Xong rồi tối hai đứa đi ăn. Ăn xong về cái quanh răng là chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ rồi. Chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Đêm tân hôn của em á. Là sao? Tự đám cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? Sao vậy Tân? Sao hai cái mà vừa mà ấy mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tân? Sao không dễ quá vậy Tân? Thì đêm nó ngủ á nghĩ. Ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời? Chưa, không phải chưa mà. Vợ em nói không phải nó hoàn thành như vậy đâu. Chứ nó làm sao? Thì có làm thôi. Làm thế. Phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được. Thì có rồi thì... người ta mệt ta mới ngủ, người ta ngáy quá dạ. Ngày cả ngày tiếp khách rồi, còn người ta cũng có người ta mới ngủ chứ đâu thiêu chút à. Làm anh bực mình tân quan hỏi liền chứ bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống gì. Ngủ ngáy dữ lắm hả Cưng? Dạ. Không, không làm mệt thôi. Rồi mấy bữa sau còn ngáy không? Dạ không có đêm nào không ngáy anh. Đêm nào cũng ngáy. Không mệt thôi. Không dạ mệt không thì em ngủ không được thôi, em không biết làm gì. Em lấy máy ghi âm ra em ghi âm cho chồng em nghe. Lúc nào anh cũng nói anh không ngáy. Nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy. Nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả? Đâu có đâu. Cuối tuần nào cũng nghỉ thì mới được ngủ chung à, thôi. Vẫn còn bình ngày bình thường thì ngày hành trình giờ hành chính, ngày thứ hai thứ sáu nào thì ngủ trong đơn vị chứ. Ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không? Dạ nhớ chứ chị. Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ sáu là ở trong kia luôn. Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó. Thì bắt đầu em mới nấu ăn, rồi em cũng kiếm việc làm thêm. Rồi khi mà nhớ chồng ấy, em cũng chạy vào trong đơn vị, em gọi chồng em ra. Rồi xong rồi hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó, rồi em lại chạy về nhà. Trời, tội nghiệp quá nha. Rồi gọi điện nói chuyện qua Zalo, qua video để cho đỡ nhớ chồng. Tối ảnh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là? Dạ, dạ. Anh trong quân đội á, Tân, quân đội thì kỷ luật rất khắc nghiệt lắm đúng không? Thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị một cái kỷ luật gì đó không? Cũng có một lần em đã bị như vậy. Thì do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á. Ví dụ đăng ký đi từ 7 giờ đến 9 giờ thì em 9 giờ em vào hoặc là 10 giờ em vào.
mà muộn hơn so bây giờ mình đăng ký ấy, thì chỉ có nhắc nhở thôi, cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không có trách gì nhiều á. Vợ mới tạo điều kiện, vợ cũ không tạo điều kiện hả? Thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em. Là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà, chồng em trong đó rất là lo. Thế là hôm đó là cũng là cái ngày trực, thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi, vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra. Thế là bị chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy. Thì hôm đó thật sự em rất là lo. Thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng, thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không. Thì lúc đó em mới nói với chồng em, thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả, vợ sẽ vượt qua hết tất cả. Tại vì vợ đã chấp nhận như vậy, chồng cứ yên tâm đi, không có gì cả. Là lúc đó là chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy thôi. Hay quá, dễ thương quá nha. Hai vợ chồng có kế hoạch gì nào có em bé chưa? Đến bây giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến năm 2019 là sẽ có em bé. Ủa em ơi, cái hôm mà mình lên đây á, mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi, về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không? Có em phát hiện ra em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng. Hả? Người ngáy người nghiến răng hả? Vậy cũng là song kiếm hợp bích rồi. Vậy là hôm đó không có kể đây đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nên hôm nay không nên quay đâu. Ủa nhưng mà đó, em ngủ rồi em ngáy, vợ em ghi âm, rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng? Không, những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á. À là em thấy vợ em ngáy, à nghiến. Nghiến răng, à. Vậy em cũng phải ghi âm. Mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hay nghiến răng. Em có ghi âm lại không? Không, em không, em đâu có như vợ em đâu. Ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không? Ý là em không cần phải như thế, bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà. Cái tật đó là vợ em cũng biết, nhưng mà tại hôm vừa rồi, hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi. Em kể là có phát hiện gì xấu gì của chồng không? Chồng em á thì vẫn có những cái tật của con trai, ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó. Những... Bây giờ hả? Có tắm không? Dạ, không, chồng em vẫn tắm và rồi ngày em tắm một bữa một lần. Những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình Bạn Mối Hẹn Hò về chồng em có thực thi đúng không? Dạ, hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một cặp đôi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, sau một tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui không, là rạng rỡ lắm, mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ. Hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng với vợ được bên nhau nhiều. 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng. Hôm nay có chỉ huy của Tân nè, mình nói chuyện luôn đi ha. Lần thứ hai được nói chuyện với anh chị, với tất cả quý vị ở trường quay, thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước, vẫn hồi hộp. Ước gì mình lại được như thế như ngày xưa tôi đăng ký liền. Mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký muốn hẹn hò với chị Cát Tường cơ. Tôi không trực tiếp quản lý như bản thân, nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bản thân. Thế thì đối với chương trình thì đối như thế này thì chúng tôi rất là vui. Bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực, những động viên. Và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần, để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng cấp trên đã phối hợp với chương trình, và cảm ơn hai chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai, những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi, đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nó rất là ngặt nghèo về thời gian. Không có thời gian đâu em. Đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em. Đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em. Như tôi bản thân một tháng được về 3 tuần 3 lần thôi, vào ngày thứ bảy chủ nhật. Còn một tuần vẫn phải trực, chứ không phải được tròn cả 4 tuần đâu. Đó là quy định chung. Và đặc biệt là những người bạn đời như bạn Phượng đây thì cần phải hiểu hơn. Hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn Phượng á, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái. Và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con, mở mắt ra cũng thấy một mình với con, đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con, đến chiều về cũng thấy một mình với con. Cực kỳ có những lúc phải đi xuống, nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới. Hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả. Khi bạn Tân có vi phạm gì chăng nữa thì chúng trong đơn vị chúng tôi hiểu. Không phải lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bạn Tân hay kỷ luật gì. Nhưng muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình, giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên. Chỉ mong hai em hãy cố gắng sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cho đời thêm vui.
Cố gắng nha, còn nhiều trong gai phía trước ha. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau quá, vẫn như ngày quá. Đầu chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế, trong cái sự rụt rè, trong cái sự e thẹn. Lần thứ hai chúng ta đến đây, chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết. Anh cảm phục cái tinh thần của Phượng ở đây. Bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh. Như đồng chí chỉ huy vừa mới nói, yêu chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó, phải bản lĩnh. Như nãy giờ anh kể, em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em. Anh nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng là tình yêu có đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Rồi, chị ạ. Dạ. Khi nào có cháu thì báo tin cho ông hai bà mối biết nhé. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Vâng.